Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem ngay sau đây. Thưa quý vị, tin cực nóng, Trung Quốc điều tàu hải cảnh vạn tấn xuống bãi Tư Chính, Việt Nam sẽ không để yên. Thưa quý vị, tạm lắng đi một vài ngày không có những diễn biến bất ngờ xảy ra tại bãi Tư Chính, thì mới đây Bắc Kinh lại tiếp tục cho thổi bùng lên ngọn lửa căng thẳng khi điều động thêm tàu thuyền từ đại lục xuống để gia tăng các hành động quấy rối lực lượng chấp pháp của Việt Nam. Tuy nhiên, có một tin vui đó là tàu khảo sát đại dương hải cảnh sau khi xâm nhập vùng biển chủ quyền nước ta vào rạng sáng ngày 28 tháng 5 đã rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào chiều tối một ngày sau đó. Tàu này đã tiến vào vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia, đã thực hiện các hoạt động của các giới. Tàu hải cảnh sẽ chỉ đi ngang qua vùng biển nước ta, chứ không có thể là thực hiện các hoạt động quấy phá do đây là tàu có trọng lượng nhỏ, đã hoạt động nhiều ngày trên biển. Điều này có thể coi như là một pha thở phào nhẹ nhõm đối với một bộ phận trong lực lượng chấp pháp của Việt Nam đang túc trực tại vùng biển trọng điểm phía Đông Nam, khi giảm bớt các áp lực đấu tranh trực tiếp với tàu thuyền của Trung Quốc. Vâng thưa quý vị, tuy nhiên ta không được hạ thấp cảnh giác khi tàu khảo sát của đối phương không loại trừ khả năng có thể có những hoạt động đột phá bất ngờ. Riêng đối với nhóm tàu Hướng Dương Hồng 10 vẫn liên tục quấy rối tại vùng biển bãi Tư Chính. Tới nay đã gần một tháng mà chưa có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy các tàu này chuẩn bị kết thúc hoạt động bất hợp pháp trong vùng biển của Việt Nam. Ngược lại, chính quyền Bắc Kinh vừa qua đã thực hiện một bước tiến phiêu lưu mạo hiểm mới khi chính thức huy động tàu hải cảnh 3901 được mệnh danh là hung thần biển động với lượng rạn nước tới 12.000 tấn, tiến nhanh xuống vùng biển Đông nước ta. Khả năng rất cao con tàu này sẽ gia nhập đội hình hộ tống của nhóm tàu Trung Quốc để bảo vệ quá trình thăm dò đại dương của tàu Hướng Dương Hồng 10 trên vùng biển chủ quyền Việt Nam. Tàu 3901 không còn gì lạ lẫm đối với mọi quốc gia Đông Nam Á xung quanh Biển Đông khi nó chính là cú đấm sức mạnh uy lực nhất của hải cảnh Trung Quốc dành riêng cho lực lượng chấp pháp của các quốc gia hàng xóm láng giềng. Nó cũng được mệnh danh là tàu chấp pháp có lượng rạn nước lớn nhất thế giới hiện nay với kích cỡ ngang một tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ. Thưa quý vị, còn nhớ vào năm 2019, tàu hải cảnh 3901 lúc đó được gọi với số hiệu cũ là tàu 5901 đã trực tiếp tham gia hoạt động bảo kê tàu khảo sát hải dương địa chất 8 đang hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam suốt nhiều tháng, gây ra một mối rạn nứt quan hệ song phương nghiêm trọng. Nhất là kể từ sau vụ việc Bắc Kinh hạ đặt trái phép giàn khoan hải dương 981 tại cửa Vịnh Bắc vào năm 2014. Con tàu với trọng tải cực lớn không chỉ khiến cho mọi đối thủ phải choáng ngợp, mà nó còn chính là một trạm chỉ huy tác chiến nối từ xa của hải cảnh Trung Quốc có khả năng liên lạc vệ tinh, bắt đầu truyền hình trực tiếp và chỉ huy biên đội vận động tác chiến trên biển. Vừa qua, tàu này đã chính thức di chuyển vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam sau khi mà cơ động xuất phát từ quần đảo Tam Á trên đảo Hải Nam vào hôm trước. Với tốc độ di chuyển nhanh khoảng 14 hải lý trên một giờ, cho tới rạng sáng ngày 2 tháng 6, tàu này đã di chuyển qua khỏi phía tây quần đảo của Trường Sa, áp sát vùng biển bãi cạn Tư Chính, trên thềm lục địa phía đông nam nước ta, gần vùng phân định biên giới biển của Việt Nam, Malaysia, Indonesia. Trong nhiều hành trình, tàu chỉ duy trì hướng đi di chuyển duy nhất là phía đông nam với tốc độ cực cao. Dù không loại trừ khả năng tàu hải cảnh 3901 có thể tiến vào quấy phá vùng biển Indonesia khi chưa rõ ý định thực sự của chính quyền Bắc Kinh là gì, nhưng với việc Việt Nam-Trung Quốc đang liên tục đẩy cao các hoạt động đấu tranh tại bãi cạn Tư Chính, thì khả năng cao là tàu 3901 gia nhập đội hộ tống của Hướng Dương Hồng 10. Hiện nay, chênh lệch lực lượng hai bên Việt-Trung tại bãi Tư Chính có thể nói là không quá lớn, gần như là ngang bằng. Phía Trung Quốc có một tàu hải cảnh 4.000 tấn là 5303, dù lớn hơn gấp 4 lần cho tới 5 lần tàu kiểm ngư Việt Nam, nhưng Việt Nam lại có hai tàu kiểm ngư là 468 và 465 đều có trang bị mạnh. Còn lại 4 tàu dân binh vỏ sắt Quỳnh Tam song ngư khá hung hăng, nhưng nếu so với tàu chấp pháp thì nó khó có thể so sánh về khả năng thực thi nhiệm vụ đấu tranh nếu như không có các tàu hải cảnh đi kèm. Về phía ta còn có một tàu trinh sát mang số hiệu 6011 của Cảnh sát biển vốn thuộc lớp KT-142B. Tương tự như là lớp KT-1482C của kiểm ngư với lượng rạn nước là khoảng hơn 400 tấn. Tuy nhiên, nếu Trung Quốc tung tàu hải cảnh 3901 vào cuộc, chắc chắn cán cân tương quan lực lượng sẽ nghiêng hẳn về phía Trung Quốc.
Đây sẽ là một hồi chuông cảnh báo nghiêm trọng cho lực lượng kiểm ngư và cảnh sát biển Việt Nam, buộc lực lượng này phải cơ động tàu thuyền, thiết lập một thế trận tương đương để giải quyết vấn đề sẵn sàng. Ta đang triển khai lực lượng một cách thận trọng để thăm dò hoạt động leo thang của Trung Quốc, nhưng Trung Quốc không hề có ý định muốn giảm nhiệt tại bãi Tư Chính. Sau hàng loạt những phát ngôn cứng rắn của Bộ Ngoại giao Việt Nam mà còn tăng cường lực lượng trên thực địa, hành động này cũng là hết sức nguy hiểm và có nguy cơ xảy ra các va chạm không đáng có. Thưa quý vị, hồi giữa tháng 5, Việt Nam từng điều động tàu cảnh sát biển 7011. Đây là tàu cảnh sát biển lớn nhất trong biên chế cảnh sát biển Việt Nam tham gia truy cản hoạt động trái phép của tàu Hướng Dương Hồng 10. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Trung Quốc đã bày tỏ mong muốn giảm nhiệt căng thẳng với việc xuất tàu hải cảnh 4303 và 4 tàu tân binh vũ trang ra khỏi vùng biển chủ quyền nước ta. Sau đó, ta cũng xuất tàu 7011 về bờ. Điều này đã cho thấy Việt Nam đã đặc biệt coi trọng tính chất nghiêm trọng của sự việc lần này. Khi ta đưa quân bài chiến lược và thực hiện các biện pháp bảo vệ chủ quyền, điều mà trước đó tàu 7011 rất ít được ghi nhận thực hiện nhiệm vụ này. Giờ đây, việc hải cảnh 3901, tàu hải cảnh lớn nhất trong biên chế cảnh sát biển Trung Quốc, được điều xuống bãi Tư Chính lại càng cho thấy Bắc Kinh cũng xem đây là một điểm nóng mang tính chất quan trọng. Đối với thế trận hiện nay tại Biển Đông, cần phải gia tăng sức ép mạnh mẽ hơn đối với Việt Nam trong bối cảnh chính trị quốc tế rối ren. Hy vọng rằng lần này, các lực lượng chức năng của Việt Nam chúng ta vẫn sẽ tiếp tục thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao, đấu tranh ngăn chặn và làm thất bại nhanh chóng các âm mưu nguy hiểm phía Trung Quốc, bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích quốc gia trên vùng Biển Đông nói riêng và toàn bộ vùng biển của Việt Nam nói chung. Chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng với thế trận và trang bị của lực lượng chấp pháp của nước ta, hoàn toàn có thể là triển khai một cuộc đấu tranh kiên quyết và táo bạo hơn nữa. Để cho Bắc Kinh hiểu được rằng Tư Chính hoàn toàn là vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, chứ không hề có bất cứ tranh chấp nào. Bãi Tư Chính nằm vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý tính từ đường cơ sở của Việt Nam và là thềm lục địa phía nam của Việt Nam. Đây là một vùng biển được hoạch định theo Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc. Vùng biển này không tranh chấp với nước nào cả và lại càng không tranh chấp với phía Trung Quốc. Việc Trung Quốc vẽ đường lưỡi bò liếm qua 60% vùng biển Việt Nam, biến vùng biển không tranh chấp của Việt Nam thành vùng biển tranh chấp là hoàn toàn phi pháp, không được luật pháp quốc tế công nhận. Phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế trong Philippines kiện Trung Quốc, một văn bản pháp lý quốc tế hướng dẫn giải thích Công ước 1982, đã bác bỏ thẳng thừng yêu sách lưỡi bò của Trung Quốc. Mặc dù Trung Quốc không tham gia vụ kiện này và tuyên bố không chấp nhận phán quyết, nhưng văn bản pháp lý này vẫn nguyên giá trị của nó, và phán quyết khẳng định rằng đường lưỡi bò không có cơ sở pháp lý. Nói nôm na là nó không có giá trị gì, để Trung Quốc đòi quyền khai thác tài nguyên trong đường lưỡi bò. Do đó, Trung Quốc không có vùng biển hợp pháp nào tranh chấp với Việt Nam tại bãi Tư Chính. Tòa trọng tài quốc tế kết luận rằng không có căn cứ pháp lý nào để Trung Quốc yêu sách các quyền lịch sử đối với tài nguyên, bên ngoài những quy định trong công ước tại các vùng biển nằm bên trong đường chín đoạn. Hoạt động trái phép của các tàu của Trung Quốc ở khu vực bãi Tư Chính của Việt Nam trước hết là nhằm ngăn cản các hoạt động thăm dò khai thác dầu khí của Việt Nam tại khu vực giàu tiềm năng dầu khí này. Việc Trung Quốc đe dọa ngăn cản Việt Nam và các đối tác nước ngoài thăm dò và khai thác dầu khí ở khu vực này là hành động vô lý và ngang ngược. Hành động này nằm trong chiến lược của Trung Quốc áp đặt đường lưỡi bò bất hợp pháp tại Biển Đông để ngăn cản tất cả các đối tác quốc tế nào muốn hợp tác dầu khí với Việt Nam. Các bước này nằm trong chiến lược lâu dài của Trung Quốc nhằm độc chiếm Biển Đông, kiểm soát hoàn toàn tài nguyên đường lưỡi bò chiếm 80% diện tích của Biển Đông. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!